công ty giả đó. Làm cái giá mà đưa cuộn dây lên rồi đặt vào xong rồi xoay ấy, thường người ấy không bị dối ấy nhá. Mẹ, nhưng mà mày nhớ chứ mẹ, thư rồi không rồi cũng để đấy nói chuyện nhá. Thế là mấy quả vô cấp kia có chưa? Ta tưởng mày quấn hôm nay tao trong Tết sao tưởng quấn rồi mà hóa ra đấy là mấy cái quả tóc à? Cái quả cách ly hôm đầu ấy. Ôi. Thế là quấn đi nhá. Cái này cơ bản là nó chạy chắc là nó lệch mất cái cữ này thôi. Lệch mất cái cữ này trôi không đi. Nó hơi lệch một chút thì nó đẩy thì cái thằng đầu cốt này nó vướng vào cái G này là nó mới bị quặt lại.